Rồi, chào anh em nha. Hôm nay mình định chia sẻ cho anh em cái cách làm chuồng cho trồng hương á. Mà có ông khách ổng sắp sửa tới rồi, mình sợ mình không đủ thời gian để chia sẻ cho anh em. Rồi, mình chỉ đăng sơ cái video này thôi, rồi cái video kế tiếp mình sẽ chia sẻ cái cách làm chuồng tỉ mỉ hơn cho những anh em nào đam mê chăn nuôi chuồng hương. Mình chia sẻ cách làm quặng nước cho nó sạch vệ sinh. Mình đang làm mấy cái chuồng mới để cho mấy em này, ở riêng, ở chung cắn quá, ăn dành cắn quá. Đó, mấy anh lại mấy anh nhảy anh chạy đó. Mấy anh này cũng tách ra nữa nè. Anh này thì mới sinh có mấy ngày à, 7-8 ngày chưa mở mắt. Chắc cũng gặp mở mắt rồi ạ. Đây, mình đang làm thêm 20 cái chuồng nữa nè, cho mấy ảnh gỡ riêng. Nay thì mình định chia sẻ cho anh em cái cách làm tỉ mỉ hơn, mà có ông khách trong điện ông sắp tới rồi, mình không có đủ thời gian chia sẻ cho anh em. Ở dưới mình giải trí nha.